Chào mừng mọi người đến với khóa học To Be Senior. Ở bài học ngày hôm trước, mình đã trả lời những cái câu hỏi phỏng vấn mà mình đã từng dùng phỏng vấn cho những cái bạn ở công ty. Trong những cái câu hỏi phỏng vấn đó thì có một cái phần đó là Solid Principle. Cái câu hỏi phỏng vấn đấy rất là hay. Nếu mà ai muốn lên leader, tức là muốn lên leader hoặc cao hơn nữa thì bắt buộc các bạn phải hiểu về cái Solid Principle. Thì khi mà mình đi phỏng vấn, cái câu hỏi Solid Principle này rất là nhiều người trả lời được, mà các bạn chỉ trả lời theo cái khái niệm thôi. Còn khi mình đưa ra một cái ví dụ, tức là một cái đoạn code mà nó vi phạm cái Solid Principle ấy, mà mình yêu cầu các bạn bây giờ phải làm sao để nó không phải vi phạm, tức là nó tuân thủ cái Solid, thì nhiều bạn không trả lời được vì các bạn không hiểu bản chất, mà các bạn chỉ hiểu ở mức độ khái niệm thôi, tức là năm cái nguyên lý thì khi gọi là khi thiết kế phần mềm. Ở bài học ngày hôm trước thì mình đã nói cái việc đó nó rất là rõ rồi, và rất là mong rằng các bạn có thể hiểu nhá, hiểu một cách ở đây là hiểu bản chất chứ không phải là hiểu mấy cái khái niệm nhé. Tại vì khi mà mình có hiểu bản chất thì mình mới structure code được, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi vào code. Thì có một cái phần mà mình thấy rất là nhiều bạn hay hỏi mình, đó là cái phần audit table. Khi mà nói đến audit table thì nó có đến những cái field là created date, created by, rồi là modified date và modified by, và có một cái phần nữa là delete, tức là short delete button này các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ triển khai cái short code đấy, cũng như là mình sẽ triển khai một cái nó chuẩn chỉ để cho các bạn có những cái mà cái code base các bạn có thể sử dụng vào những cái dự án thực tế, cũng như là những cái dự án ở công ty hoặc là dự án riêng cá nhân nhé. Thì ở đây đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một cái plain solution nhé. Thực chất là cái code này nhiều lúc các bạn xem các bạn sẽ thấy hơi bị nhàm chán, tại vì là nó là code base mà. Thế nhưng mà các bạn phải vượt qua được cái sự nhàm chán này, và các bạn phải tạo đi tạo lại, các bạn tạo rất nhiều, và khi đó các bạn thành thói quen luôn, thì các bạn mới tạo ra những cái code base nó hoàn chỉnh. Đây xem, mình sẽ đặt tên là audit table nhá. Ok. Audit table. Mình tạo mới này. Ở đây mình sẽ follow theo cái clean architecture nhá, thì mình sẽ có những cái tầng lớp thôi, đúng không? Đầu tiên là presentation, hoặc là mình thường ấy thì mình hay để tên là API. Đấy, nó là web API. Audit table.api các bạn. Thì trong cái clean architecture này thì mình sẽ bỏ qua một cái layer, đó là cái thằng presentation. Trong code 1 và code 3 mình đã nói về cái presentation này rồi, thì mình bỏ đi cái này nhá. Tại vì nó cũng không, thực sự là nó cũng không quá khó đâu, vì mình đã triển khai rất là nhiều rồi. Class library này, audit table.application. Các bạn cố gắng làm những cái điều này giúp mình nhé. Tại vì là những cái điều này mới làm cho các bạn vượt qua được cái sự nhàm chán của code này. Tại vì những cái code ban đầu ấy nó rất là chán luôn mà. Tức là nó rất là chán và rất là nhiều, làm cho nhiều người, làm cho nhiều bạn nó sợ. Các bạn rất sợ tạo ra cái code base, được chưa? Thì các bạn cứ cố gắng làm đi. Các bạn làm cuối cùng nó thành thói quen à. Và khi các bạn quen rồi, các bạn không code từng dòng đâu nhá, mà các bạn copy thôi. Audit table chấm gì, domain các bạn. Rồi thêm cái infrastructure và persistent. Audit table chấm gì, infrastructure. Ok, cái tầng tiếp theo này là thằng persistent, là cái nơi mà gọi là chịu trách nhiệm chính liên kết với cái database chính của mình đấy. Đây là audit table.persistent. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái contract nhá, là cái thư viện dùng chung share cho tất cả những cái layer này, được chưa? Thì mình sẽ tạo tên là audit này, table này .contract. Các bạn thích đặt contract được, mà các bạn đặt common được, nó chỉ là cái tên thôi. Các bạn hiểu bài toán chưa? Cho nên là khi mà các bạn đi join vào những cái dự án ấy, tại sao người ta lại đặt tên này, người ta đặt tên kia? Các bạn chú ý này, tức là khi mà các bạn học á, các bạn cố gắng học một cái nguồn chuẩn. Còn khi đi làm thì đương nhiên là mình join vào team nào thì mình chắc chắn mình phải follow theo cái team đấy thôi. Thế nhưng mà khi mà mình có cái cơ hội để mình structure code thì mình cố gắng làm chuẩn. Tại vì mình đi làm, khi mà mình join vào những cái dự án, thậm chí những cái ông leader gọi là nhiều tuổi hơn mình rất là nhiều, còn đi làm nhiều năm kinh nghiệm hơn, thế nhưng mà người ta vẫn vi phạm cái solid, gọi là vi phạm solid principle là một, và vì người hai là người ta vi phạm cái clean architecture,
hoặc người ta không hiểu bản chất đâu, nhưng mà người ta vẫn cứ làm như vậy, chia tầng chia lớp và người ta refund lung tung. Thậm chí ở trong cái thằng application này người ta vẫn gọi là có những cái connect nó đi lung tung lắm. Cho nên là thực ra các bạn học á với đi làm nó khác nhau là chỗ đấy, tại vì nhiều người đi làm ấy, người ta dựa lên cái kinh nghiệm xong người ta cứ làm dần. Có những người người ta copy từ những cái dự án trước đây rồi xong người ta cứ làm lên, người ta không hiểu bản chất. Thì do đó là gì? Do đó là người ta không có một cái kiến thức chuẩn. Thế nhưng người ta vẫn làm lead được, tại vì sao? Tại vì những cái người ở bên trên người ta không quan tâm đâu các bạn, miễn là cái project các bạn đã sâu được API này, đã trên front end chọc đến kết nối được và đưa khách hàng được là ok. Tại vì ngày trước mình làm nhiều công ty ấy, mà gọi là sếp không bao giờ quan tâm đến cái code, cứ bảo là mình cũng phải dùng SonarQ để mình quét gọi là cái code quality các kiểu. Thế nhưng mà code ở trong code ấy, reference rất lung tung, rồi tạo project, rồi tạo class, tức là làm nhìn không theo một cái quy chuẩn nào cả. Thậm chí cái abstract class mà cái entity base các bạn, người ta cũng không để abstract, người ta để class bình thường, thì nó không bao giờ sai các bạn, nó không sai. Thế nhưng mà về cái bản chất và cái ý nghĩa thì cái abstract, cái entity base ấy, thì nó phải là abstract. Để làm gì? Để mình không được khởi tạo đối tượng từ nó. Thế nhưng mà cũng thực tế thì đi làm cũng không ai tạo đối tượng từ nó cả, cho nên nó để class cũng chả là vấn đề gì. Cũng giống như là các bạn tạo interface, hoặc là có bạn thì không thích tạo interface, các bạn tạo luôn class thì nó cũng chả có cái vấn đề gì cả. Thế nhưng là gì? Thế nhưng mà các bạn nhớ lại cái nguyên lý về solid không? Tức là những cái gì, những cái layer, những cái module ấy nó không được reference tới tới nhau, mà nó reference qua abstract đúng không ạ? Và nó được reference qua những cái interface. Để làm gì? Cái code của mình nó flexible hơn, nó lỏng lẻo hơn để sau này mình maintain dễ, viết unit test dễ. Đấy, mình DI nó dễ. Thế nhưng mà người ta không nghĩ đến những cái vấn đề như đó như thế. Cho nên là các bạn học mình, các bạn cố gắng học cái ý tưởng thay vì các bạn chỉ học được mỗi cái code thôi. Đúng không ạ? Thì ở đây là những cái class thừa này thì mình sẽ bỏ đi nhá, mình sẽ xóa hết đi những cái class thừa này. Ok, vậy là đã xóa hết rồi các bạn. Ở đây thì mình sửa lại một chút trong cái property này. Đây mình sẽ bỏ đi cái HTTPS nha các bạn, mình không xài HTTPS đâu. Vì làm gì có certificate đâu mà xài HTTPS đúng không? Còn các bạn có thể tự rèn được, không sao, nhưng mà không cần, được chưa? Ok, thì bây giờ này, các bạn còn nhớ về cái code 1, code 2, code 3 mình đã tạo không nhỉ? Thì bây giờ trước tiên ấy, là các bạn cứ tạo ra những cái folder đúng không ạ? Thậm chí mà khi đi làm, mình đi làm những cái dự án và ở công ty ấy, người ta tạo folder rất lung tung, mà người ta giả sử như cái folder là abstraction, người ta vẫn code class bình thường ở trong đấy. Đó, mà rõ ràng là cái tên của cái folder là abstract ấy, thì nó phải chỉ chứa những gì? Nó chỉ chứa những cái abstract class và cái interface thôi. Đó là cái ý nghĩa của nó. Thì bây giờ tạo riêng từng folder cho từng cái module này. Đầu tiên là application các bạn này. Thì đầu tiên các bạn tạo cho mình cái gì? Cái abstraction. Đấy, abstraction. Cái thứ hai là những cái behavior. Vì ở đây mình dùng CQoS mà, thì nó sẽ có những cái behavior, tức là để nó bắt những cái comment và query đấy, trước khi mà nó đi vào cái handler của từng cái comment và query. Được chưa? Thì nó sẽ có cái behavior. Ok. Tiếp theo ở đây mình sẽ có dependency injection. Đấy, các bạn nào làm quen mình thì các bạn sẽ thấy những cái kiến trúc nó sẽ clean như thế. Dependency injection. Ở trong dependency injection này thì luôn luôn có hai cái folder là extension và option nha các bạn. Extension. Và cái thứ hai là cái option. Ok. Tiếp theo thì nó sẽ có cái exception, đúng không? Exception. Mapper. Đấy, các bạn chú ý nhé, bắt đầu đến những cái mapper. Vì trong này mình xử lý những cái UK mà, tức là những cái handler của comment và handler của query, thì chắc chắn nó phải xài cái mapper để nó map từ cái entity của mình sang cái view. Tức là từ cái entity mình sang cái view model. Cũng như khi mình muốn view ra những cái gì, những cái dữ liệu mà kết hợp nhiều cái entity đúng không, thì mình cũng gọi là dùng mapper để mình gọi là mình map sang mapper các bạn. Trong này có validation, được chưa? Validator. À, validator.
Ở đây thì nó có cái việc là UK này, thì tùy theo từng cái dự án, có dự án thì người ta không viết thế, đúng không? Người ta viết comment và query, hoặc người ta viết thẳng luôn vào trong một cái gọi là trong thẳng luôn trong cái này, trong cái class application này. Thế nhưng các bạn chú ý cho mình một điều, đó là khi mà mình muốn làm version thì luôn luôn phải có V1 và V2, cho dù các bạn code đâu. Cái V1, V2 đấy là nó grab ngoài, grab bên trong nó là cái handler, tức là cái query handler và comment handler. Được chưa? Thì ở đây mình cứ quen thì mình hay dùng use case nhé. User, đấy, case, chưa? Decide được version thì mình phải có version. Đấy. Ít nhất là các bạn cứ tạo cho mình một cái V1 như này. Đấy, có V2 hay không thì không cần biết, nhưng phải có cái V1. Đó. Thì khi mà có V1 này thì mình mới làm được theo kiểu là version, còn không thì mình đâu có xài được version đâu. Trong này là có comment và query. Comment, query, events, nhưng mà event mình chưa xài thì mình chưa chưa dùng queries. Đó. Tương tự như thế thôi, sau này mà mình muốn nâng cấp version thì mình lại tạo thêm một cái folder mình code ở bên này, V2. Đúng không ạ? Đó, những cái comment query ở trong V2 này. Các bạn hiểu bài toán chưa? Thì đây là những cái class, gọi là những cái folder chung trong cái thằng application. Và khi mình làm thì mình luôn muốn gì tổng quát hóa vấn đề, thì do đó là mình luôn luôn tạo ra một cái assembly reference ở đây các bạn. Thì các bạn khi mà học đến những cái bài toán structure code này này thì các bạn chú ý nhá. Các bạn cố gắng gì? Cố gắng không code nhá. Tức là ở đây không code nhiều, mà các bạn hiểu bản chất rồi thì các bạn cứ qua lấy cái code base, các bạn copy sang, chứ không ai code đi code lại làm gì. Tại vì mình không không nên nhớ lâu các bạn nhá. Tại vì mình không thể nhớ lâu bằng cái máy tính, cũng như là mình không cố gắng để tính toán nhanh đâu. Vì sao? Vì cái máy tính nó có thể làm cái điều đó tốt hơn mình rồi. Thì ở đây ấy, mình sẽ có một cái gì? Assembly như này. Được chưa? Đấy, mình sẽ có một cái assembly. Và ở đây mình lấy cái assembly trong chính cái gì? Trong chính cái application này ra. Để chốc nữa mình có thể gì? Mình dùng cái assembly này mình lấy được những cái interface, mà những cái class nó kế thừa từ một cái interface nào đó. Đó, các bạn hiểu bài toán như vậy đấy. Đó là cách mà người ta đơn giản hóa cái việc mà mình cứ add bằng tay. Thì chốc nữa mình sẽ nói những cái reference này 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 rõ hơn. Tại vì trong code 1, code 3 mình nói điều này khá nhiều rồi. Thế nhưng mà khi mà làm lại thì mình cũng sẽ nói mention vào thôi, nhắc vào. Được chưa? Như vậy là đã xong về thằng application nha các bạn. Đấy, tổ chức thư mục nó là như vậy. Tiếp thứ hai là đến phần contract này. Trong rõ ràng trong contract thì nó chung mà, thì chắc chắn nó cũng phải có những cái interface abstract class dùng chung common đúng không? Thì nó cũng có một cái folder abstraction. Trong contract này sẽ có về cái enumeration. Là những cái enum các bạn. Sẽ có những cái extension cho nó. Extension. Ok. Ở đây sẽ có những cái service. Thực ra ở đây là mình code chung thôi, được chưa? Còn khi mà mình có hay không thì nếu mình không có thì mình vẫn cứ để cái folder nằm ở đấy. Tức là mình sẽ các khi các bạn leader thì các bạn cứ code chung như vậy. Và ở trên một cái wiki nào đó ở trong công ty ấy, thì các bạn sẽ nốt được nốt nốt lại là những cái folder này là tạo những cái class gì ở trong đấy. Thì như thế là các bạn sẽ quản lý code rất là tốt, cũng như là team follow theo một cái coding convention rất là chuẩn. Đây sẽ là service. Đã, được chưa? Đương nhiên là cái domain này nó cũng có cái class này này, được chưa? Các bạn chú ý nhé. Mình sẽ tạo một class. À đây là contract. Đây, ok các bạn. Class này nó giống nhau thôi. Thì rõ ràng chốc nữa cái thằng assembly nào, đúng không? Thì nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong namespace nào thì nó sẽ chui vào trong cái những cái assembly của chính cái names của cái namespace, tức là của cái module đó. Của application này là nó chui vào application này. Còn của contract thì nó sẽ đi vào cái của contract. Nó đơn giản vậy thôi các bạn. Tiếp theo đến cái tầng là tầng domain, thì rõ ràng là những cái thằng nào thường thường nó đều có gì? Nó có cái thằng abstraction nha các bạn. Domain tương tự, mình sẽ đóng này lại. Những cái việc này nó hơi nhiều lúc hơi nhàm chán đối với các bạn đấy, thế nhưng mà các bạn muốn giỏi được thì các bạn phải hiểu tường tận như vậy. Đấy, abstraction này. Hai là entity. Vì domain là nơi chứa những cái entity mà. Rồi, nó có thể có những cái enum exception, đúng không? Thì mình chỉ có tạo tiếp
enum. Đấy, enum hoặc enumeration đấy, các bạn tùy đặt tên như nào cũng được. Nhưng mà thường ở trong này mình sẽ đặt enum, exception. À, thằng này cũng có một cái assembly reference. Nhưng mà nào mà xem code 1 thì các bạn sẽ biết được là tại sao mình tạo cái này nhá, bắt buộc phải có nhá. Đó là mình sẽ viết unit test cho cái gì? Cho cái clean architecture ấy, rule ấy, để cho những cái member khác không bị vi phạm cái rule đấy. Domain đúng không? Ok, auditable domain. Infrastructure thì ở đây mình chưa làm gì thì mình cứ để tạm thời nó như thế, được chưa? Thế nhưng mà nó cũng sẽ có những dependency rồi có những abstraction trong phần domain này. Nhưng mà ở đây mình sẽ làm nhiều hơn là thằng position, tại vì cái nơi mà tương tác trực tiếp với cái database chính của mình. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái folder, đầu tiên là cái configuration. Configuration. Đây là nơi cấu hình những cái gì? Những cái configuration cho những cái entity để gen ra những cái table trong database khi mà mình dùng SQL server, chưa? Cái thứ hai mình sẽ đặt tên một cái constant. Đấy, constant. Ở đây sẽ là có dependency injection. Dependency injection. Cái này có S không nhỉ? Dependency injection. Thường thì mình đặt là phải theo một cái con name mình convention nhá các bạn. Không có S thì không có S nhá. Cố gắng như thế thôi. Còn nếu mà các bạn viết nhầm thì nó cũng chả ảnh hưởng gì cả đâu, đúng không? Thì nó chỉ sai một cái chỗ là cái namespace ở đây thì nó sẽ có thêm chữ S thôi. Tức là khi mà class viết ở trong cái folder này thì nó ăn theo namespace. Đó. Tiếp theo ấy thì các bạn sẽ có những cái repository, đúng không? Đây là nơi mà mình sẽ định nghĩa ra những cái repository. Thì trong cái dự án, trong cái project này thì mình cố gắng mình xài theo MultiDB Context nhá, để cho các bạn có những cái view và cũng như cái code nó gọi là nó flexible, nó mở rộng hơn qua những cái khóa học, thì các bạn sẽ có thêm những cái kiến thức mới thay vì mình code đi code lại những cái code cũ. Thì thực ra là các bạn chỉ cần hai cái thôi. Một là cái repository cho một DB Context, hai là cái repository cho MultiDB Context. Đơn giản vậy thôi, còn không cần thêm học thêm cái gì cả, vì nó chỉ có hai trường hợp đấy thôi. Đương nhiên thì ở đây cũng mình cũng có một cái gì, một cái assembly reference trong thằng Persistent, một cái class. Đó. Đây mình sẽ đi từng bước dần dần nhá, và các bạn khi mà các bạn học giống mình thì các bạn cũng cố gắng đi từng bước giống mình. Được chưa? Ok. Như vậy là mình đã tạo cơ bản thôi, cơ bản là đã xong rồi, được chưa? Thì ở đầu tiên là mình sẽ đến thằng domain này, thì rõ ràng là mình phải đi domain, là cái gọi là cái nơi, cái trái tim của cái application. Cho nên nó là cái nơi mà mình viết đầu tiên những cái interface, những cái gì, những cái abstract. Đầu tiên trong abstraction thì mình sẽ tạo ra những cái interface cũng như là những cái abstract class. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái folder tên là entities. Các bạn chú ý nhá, ở trong này có entity và ngoài này cũng có entity. Thế nhưng là gì? Thế nhưng entity nằm trong abstraction thì nó chỉ chứa interface và abstract class. Còn entity ở ngoài thì nó là entity của ứng dụng, đúng không? Đấy, tên nó rõ ràng như vậy. Thứ hai là các bạn có những cái gì? Những cái repository ở đây, và trong này chỉ define những interface thôi. Repository. Đấy, mình nói rất là nhiều về cái việc này rồi, đó là gì? Đó là application reference tới domain và persistent reference tới domain. Application không bao giờ reference tới persistent, thế nhưng mà nó sẽ sử dụng những cái gì? Những cái interface để làm gì? Để nó DI. Và lúc đó là nó sẽ đáp ứng được cái solid ấy, cái solid principle đấy các bạn. Tức là những cái module cấp cao và module cấp thấp không phụ thuộc vào nhau, mà nó phụ thuộc vào những cái interface ở trong domain này này. Được chưa? Do đó mình thay đổi persistent thì application mình cũng không cần phải thay đổi gì cả. Được chưa? Tại vì nó driven, nó chỉ xài qua interface thôi, nó không xài qua những cái implementation. Thì đầu tiên interface này, entity này, thì đầu tiên mình sẽ tạo ra, vì đây là audit mà, thì nó sẽ có trường hợp về là user, đúng không? Về user là 1, về date là 2 và short delete là 3. Thì đầu tiên là I user này, tracking. Đâu, I user tracking. Đây là interface public interface iuser tracking.
Nó đơn giản, nó chỉ có hai field thôi các bạn. Đó, nó là created by và modified by. Tiếp theo này là nó sẽ đến cái thằng gì? Nó sẽ đến cái thằng là date checking, đúng không? Class này, ai này, date checking. Thấy chưa? Public interface. Thì các bạn chú ý nhé, nhiều người người ta viết chung những cái field này gì ở trong một cái class là audit, một cái class abstract class luôn, hoặc là người ta để chung luôn một cái interface, người ta để chia, người ta đặt chung là audit. Thế nhưng mà các bạn cứ cố gắng làm giống mình đi, thì khi mà các bạn lên càng cao thì các bạn sẽ tự động hiểu thôi. Vì có những điều là mình bây giờ mình giải thích các bạn cũng rất khó hiểu, vì các bạn thấy nó rườm rà đúng không? Tại sao tạo ra quá nhiều interface làm gì, chốc nữa lại chỉ có một cái class kế thừa những interface này. Thế tại sao không tạo ra một interface luôn đi? Thế nhưng mà các bạn nhớ về Solid Principle không? Tức là mỗi cái class nó chỉ có một cái trách nhiệm duy nhất. Thế nhưng mà nhiều người vẫn có thể thắc mắc như này. Thế tại sao không tạo ra một cái class như này? Tên là Audit đi. I Audit Table. Trong này có luôn bốn cái field đấy các bạn. Đấy, vừa có bốn có luôn bốn cái field như thế. Có bốn cái field như thế thì nói thật các bạn nhé, nó đâu có sai, nó không có một cái gì sai cả, đúng không? Giả sử có bốn cái field, có bốn cái field vừa rồi đấy, có hai cái field ở bên này và hai field bên này thì nó cũng không sai, đúng không? Thì thực ra ở đây ấy, là cái cách nhiều lúc ngày xưa mình cũng thế thôi, mình học là mình thấy người ta tạo những interface mình thấy rối và khó chịu. Thế nhưng mà khi các bạn học quen, quá quen với cái interface rồi thì các bạn mới thấy interface nó cực kỳ flexible, đúng không? Thì cái trường hợp audit table này này là người ta thì gì, người ta lại không 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 define hẳn luôn, mà ở đây lại người ta chỉ gì, người ta chỉ kế thừa thôi của thằng I date tracking này được một này, I user tracking là hai. Thì cái trường hợp này nó hay như này các bạn ạ, đó là nếu mà các bạn tạo ra một interface mà có bốn cái field này thì chắc chắn là người ta luôn apply bốn cái field. Thế nhưng bây giờ là gì, giả sử như một ngày mà người ta không muốn theo kiểu up, người ta không có nhu cầu là tracking theo user, mà người ta chỉ có nhu cầu là tracking theo cái date thôi, thì lúc này nó cực kỳ flexible, đơn giản lắm. Là mình sẽ cắt bỏ đi cái gì interface này ở đây và mình sẽ triển khai nó ở một chỗ khác. Cho nên là khi mà interface nhiều ấy thì các bạn chưa quen các bạn thấy rối. Thế nhưng mà khi các bạn lên càng lên cao các bạn thấy hay, cái chỗ interface là nó cực kỳ flexible, nó làm ứng dụng mình cực kỳ lỏng lẻo. Được chưa? Bây giờ đến là thằng có một thằng nữa đúng không? Đó là sort delete đúng không? Đây, I short shop delete. À, chỗ này các bạn chú ý chút nha, nó đều phải là interface nhá, chứ không thì đấy, không thì viết nhầm đấy, được chưa? Thì short delete này thì nó chỉ có cái field, hai field thôi. Đó là có delete hay không. Đấy. Có delete hay không là bool này, và cái delete vào ngày tháng năm nào, cái thời gian delete, được chưa? Vậy thì thằng audit table của mình bây giờ mình muốn gì? Thực ra là tùy theo nhu cầu nhá. Bây giờ nếu mình muốn theo short delete nữa. Đấy, I short delete. Đấy, short delete. Đó, mình sẽ có ba cái thằng này. Ok, thì tiếp theo này thì mình sẽ có thêm một cái thằng entity base, một cái interface. I entity base. Được chưa? Có nhiều người người ta không viết cái này đâu, người ta viết luôn một cái abstract class luôn. Thế nhưng mà gì? Thế nhưng mà theo cái gì? Theo cái rule của mình thì mình luôn luôn viết như vậy. Interface techie. Các bạn đừng sợ, gọi là đừng sợ interface nhá. Tại vì khi mà tạo interface nó luôn luôn rối, nghĩa là gì? Mình chia tách interface rất là nhiều. Các bạn còn nhớ về cái solid, cái y không? Tức là solid, đó là những cái interface, thay vì để một cái interface lớn thì mình tách ra những cái interface nhỏ. Đấy, chính là cái trường hợp này các bạn này. Được chưa? Thì khi mà đi phỏng vấn mà đến Solid ấy, thì các bạn cũng sẽ nói được. Các bạn chỉ cần lấy một cái ví dụ này ra thì người ta cũng đã hiểu. À, các bạn hiểu về Solid, cái đoạn bài tách không nên để một cái interface lớn mà mình nên chia tách nhiều interface nhỏ. Đó là cho trường hợp audit table. Thì mình có thể để created date, created by, updated date, updated by.
Thế nhưng mà mình nên, nếu mà theo nguyên lý solid thì mình nên chia tách nó nhỏ ra một chút nữa thì nó flexible hơn. Đó là theo IDate tracking, là theo trường date ngày tháng năm là created date và modified date, và theo cái user tracking là created by và modified by. Đấy. Đó là cái về cái solid cho một cái câu hỏi mà các bạn muốn trả lời thêm. Thì đây là entity đúng không? Thì phải có một cái entity cho trường hợp audit nữa. Được chưa? Thì sẽ là entity audit bay. Nhiều bạn sẽ thấy rối đấy vì nhiều interface quá. Chốc nữa lại có cái object class kế thừa cơ. Entity audit bay. Mà các bạn chú ý ngay cái tên này, entity là gì? Entity chứng tỏ là nó phải có ID đúng không ạ? Còn audit thì lúc này gì? Nó phải có những cái audit public interface. Cho nên cái tên của nó nói lên điều đấy rồi thì chắc chắn nó phải có cái key đúng không ạ? Lúc này này nó triển khai đầu tiên là identity bay đã đúng không? Đấy, identity bay. Cái thứ hai là nó là audit đúng không? Audit. Đây. Được chưa? Ok, vậy như vậy là đầy đủ tất cả những cái interface mà mình cần rồi. Thì bây giờ mình đóng thằng này lại này. Tại vì những cái này là cái common, còn cái tổng quan hơn một chút thì mình hay để bên ngoài, tức là theo cái code của mình thì mình hay để như vậy. Mình sẽ có một cái entity base nha các bạn. Thì ở đây rất là nhiều người đặt nhiều tên khác nhau, có người thì đặt theo kiểu domain entity hoặc là entity base, đấy, tùy thôi. Thì các bạn thích đặt tên nào thì các bạn đặt, thì mình sẽ đặt là entity base. Thì thằng này phải là abstract nha các bạn, vì đã là entity base thì nó phải là abstract, không được tạo đối tượng từ cái class này. Public abstract. Đấy. Đương nhiên nó phải có cái t key rồi. Và nó kế thừa từ identity đúng không? Identity base. Đó. Thì khi nó kế thừa entity base thì các bạn chú ý nhé, trong này có ID đúng không ạ? Thì nó phải implement lại cái thằng ID của mình. Public, đây là thằng T key. Đấy, ID get set. Như vậy là xong. Vậy thì đây là cho thằng entity một entity bình thường không có audit. Thì bây giờ mình phải có thằng một thằng entity có audit nữa, đúng không ạ? Tiếp theo này, domain mình lại bấm ra cái này rồi. Ok, tắt đi. Add này, một cái class nữa. Đây sẽ là entity audit bay. Ok, đây sẽ là public abstract thôi các bạn. Được chưa? Entity audit bay. Đấy, đã entity thì chắc chắn nó phải có t key các bạn. Thì các bạn chú ý này, đầu tiên nó phải entity base đúng không ạ? Tại sao lại như thế? Tại vì nó kế thừa thằng này này để làm gì? Để nó có thể thừa hưởng lại cái gì, cái ID này. Mình tránh cái trường hợp là mình sẽ viết code mình trùng lặp ấy. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó, mình không phải viết lại cả, mình không phải define lại cái gì, cái ID đấy. Cái thứ hai thì chắc chắn nó phải gì? Identity audit by và truyền cái t key vào. Thì lúc này này, chắc chắn nó phải implement những cái trường hợp trường audit, vì lúc này nó đi ra class rồi mà. Class là phải implement những cái gì, những cái property trong interface. Đúng không nào? Ok, thì mình sẽ đây Ctrl F như này nhá. Đó, các bạn chú ý này, replace all phát. Rồi ok, sạch. Rồi như vậy là mình đã xong cái gì? Xong cho cái thằng domain này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến viết cho cái thằng unit work cho gì? Đầu tiên là repository đó. Trong thằng repository thì mình sẽ có những cái repository bay ấy, được chưa? Đây, repository bay. Đầu tiên mình sẽ thêm một cái iRepository bay. Cái này thì mình luôn luôn copy qua những cái ứng dụng của mình thôi, vì mình thấy là cái class này đối với mình nó khá chuẩn rồi. Đấy, mình nói rất là nhiều trong những cái gì, trong những cái khóa học con 1 và con 3 đấy các bạn. Ở đây mình nhắc lại một chút là cái entity này, khi mà nó là ở interface thì nó chỉ là một cái class bình thường thôi. Thế nhưng mà khi mà mình implement ấy thì mình bắt buộc mình phải chỉ ra cái entity này nó là entity base, được chưa?
Entity Bay hoặc Entity Audit Bay. Entity với cái key, được chưa? Ok. Thì ở đây mình sẽ có hai cái nhá, là một gì? Một là cái repository bay là dành cho gì? Dành cho trường hợp là mình dùng cái entity thôi, tức là trường hợp này là nó dùng một cái db context. Còn trường hợp mình dùng multi db context á, thì mình phải tạo ra một cái khác. Cái trường hợp mà một này này thì mình đã làm trong code 1, code 3 rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ làm thêm cái trường hợp này nhiều này nữa cho các bạn có thêm những cái kiến thức khi mà qua những cái gì, những cái khóa học khác nhau. Ok, các bạn chú ý này, ở đây này, cái t context ở đây thì nó truyền thêm t context entity và cái kiểu key. Thì cái thằng này thì tương tự như vậy, được chưa? Thế nhưng mà cái thằng này là mình check constraint luôn, thì nó phải kế thừa từ thằng db context. Thì để có được db context thì chắc chắn mình phải cài thư viện rồi, được chưa? Còn ở đây thì nó vẫn có những cái thuộc tính chung thôi, file by id async, file single async, file own, đấy, add, update, remove và remove multi, được chưa? Các bạn chú ý chưa? Vậy thì bây giờ mình phải cài cái thư viện để gì? Để nó có được cái db context nha. Trong NuGet Backkit này. Ở đây thì mình xài cái thằng Identity Entity Framework nha các bạn. Tại sao như thế? Tại vì chốc nữa mình sẽ sử dụng cái thằng Identity này để mình viết ra những cái user và role, được chưa? Đây, Microsoft hoặc là Entity Framework. Thì các bạn chú ý nhé, ở đây là mình đang dùng .NET 8 cho nên mình phải cài cái version 8. Còn những cái bạn mà xài version .NET 7 hoặc .NET 5 thì các bạn phải chọn đúng với cái version nhé, còn không nó bị lỗi đấy. Apply, Accept. Các bạn đừng sợ cái việc mà tạo ra cái code base này, nó kiểu như nó lâu hoặc là nó nhiều class đúng không? Nhưng mà khi các bạn tạo đi tạo lại nhiều, các bạn thành thói quen rồi, các bạn hiểu được là nó đi từ đâu đến đâu rồi, cái luồng nó rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng tạo cái code base này nó không khó. Và lúc đó gì? Lúc đó các bạn rất là tự tin. Thì ở đây mình dùng repository thì mình sẽ đi theo kèm theo một cái gì? Cái unit work đúng không ạ? Abstraction, đúng rồi. Mình lúc này mình tưởng entity này đều nằm trong này luôn, tức là nhìn cái kiểu tổ chức này. Nhưng mà không phải, entity này nằm ở ngoài rồi. À, ok. Thì mình sẽ có cái thằng unit work nha các bạn, nó chỉ là interface thôi. Còn implement nó ở dưới thằng persistent cơ. Còn đây là chị define ra những interface. Đối với thằng unit work ấy, thì nó đơn giản lắm, nó chỉ có cái thằng là substrain thôi à. Và ở đây nó có thêm một cái thằng là get db context, mục đích là mình muốn lấy cái db context ra. Được chưa? Ok. Tiếp theo. Đây là dành cho cái trường hợp là một db context thôi, còn trường hợp mà multi db context ấy, thì mình lại phải tạo thêm một cái unit work nữa. Thì cái này là code base rồi các bạn. Thì các bạn khi đi làm ấy, thì các bạn có thể lấy một hoặc hai cái version này, tức là một là một db context đúng không? Cái repository này và unit work này, hai là cái repository này và unit work dưới này. Thì rõ ràng là mình cũng có thể viết cả hai như này được, mình sẽ flexible trong lúc mình thích chọn cái gì thì chọn. Nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nó chỉ là những cái interface và những cái code base ban đầu thôi. Thì đơn giản là trong này nó nhận thêm một cái db context. Thế thôi. Được chưa? Ở đây thì mình không set constraint. Đấy, interface như này. Đấy. Kế thừa từ thằng i này. Ok, vậy là xong. Where context thì nó là db context entity framework. Đó, mình set constraint vậy luôn các bạn. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ hiểu là tại sao mình lại gọi là mình dùng cái thư viện identity mà mình không sử dụng cái entity framework core đúng không? Tại vì thực ra mình muốn dùng cái entity mà. Để làm gì? Để mình tự làm trong trường hợp audit cơ. Thì trong cái entity này thì mình luôn luôn mình chia ra nhá, mình chia ra là thằng identity chịu trách nhiệm về login, logout, authent đấy các bạn, thì mình xài identity. Còn những cái gì, những cái entity khác, những cái class khác thì mình sẽ đặt trong entity ở luôn. Giả sử như ở đây mình sẽ tạo thêm một cái product này, đấy product, được chưa?
Thì ở đây là sẽ là public class product. Product đầu tiên nó phải là thằng entity đúng không? Audit, mình muốn audit mà. Cái này là GUI các bạn. Cái key của nó mình muốn kiểu gì? Được chưa? Rồi, đây sẽ là gì? String tên sản phẩm, đúng không? Rồi, có thể là decimal giá, price. Cũng có thể một cái là mô tả sản phẩm, description. Ở đây các bạn chú ý này, cái GUI này và cái integer, tức cái ID của nó thì mình thường hay dùng một là GUI hay là in. Vậy thì cái bài toán đặt ra là khi nào dùng GUI, khi nào dùng in. Mình thấy rất là nhiều bạn ở bên dưới, tức là những cái level ở bên dưới thấp hơn chút, các bạn không hiểu bản chất lắm ấy, thì các bạn cứ thắc mắc là tại sao dùng GUI nhỉ, tại sao dùng in nhỉ, thế lúc nào dùng GUI, lúc nào dùng integer. Thì đối với những cái dữ liệu mà nó không quá quan trọng, đúng không ạ, thì mình có thể dùng integer. Tức là mình không quan trọng về cái ID thì mình sẽ dùng integer các bạn. Tại vì khi mà các bạn dùng integer cho cái thằng ID thì nó luôn cho cái thằng ID này thì nó luôn đi kèm theo với một cái điều kiện, đó là nó tăng dần, đúng không ạ? Nó là thằng identity. Đúng không? Nó tăng dần. Nó là query. Nó là inquiry, tức là nó sẽ tăng dần theo từng đơn vị 1 2 3 4 5 gì đấy. Thì các bạn có làm như thế thì cái ID, cái integer, cái ID này nó mới tận dụng được cái tối đa của nó và nó tăng theo kiểu 1 2 3 4 5. Đúng không? Vậy thì cái trường hợp này rõ ràng là khi mà người ta, giả sử như mình muốn tạo ra một user của chính mình mà mình thấy rằng cái ID của mình là bằng 10, thì rõ ràng lúc này mình có thể test theo một cái API là mình lấy theo ID là mình cho con số 9 là mình lấy của người khác để mình xem được thông tin của họ. Vậy thì lúc này là cái integer, lúc này ID nó không tốt. Chứ không phải là cái bài toán là GUI nó tốt hơn, hay là nhiều bạn trả lời rất là mông lung, GUI nó tốt hơn hay là GUI nó ok hơn hoặc gì đấy. Thế nhưng thực ra GUI ở đây là mình rất quan trọng về cái ID không được lỗ. Các bạn hiểu bài toán chưa? Vì cái ID này thường ấy là mình đâu có gì. Khi mà mình query một cái entity thì rõ ràng là mình không provide cái ID. Chắc chắn là mình không provide cái ID. Mà mình cho cái ID này là do hệ thống system, gọi là system nó tự gen, hệ thống nó tự gen ra. Cho nên là các bạn cố gắng khi hiểu thì cũng hiểu một chút nhá. Đương nhiên nó sẽ có một những cái ưu điểm, tức là nó có ưu điểm và nhược điểm về cái bộ nhớ, rồi là những cái bộ nhớ hay là khi mà mình query thì cái nào nhanh hơn hay chậm hơn đấy các bạn. Đặc biệt là performance gì đấy. Thế nhưng mà đây là gì? Đây là những cái ưu điểm và nhược điểm, và tại sao là khi mà đi làm, đây là theo cái kinh nghiệm của mình, còn bạn nào có kinh nghiệm khác thì các bạn cứ chia sẻ nhé, thì mình cũng tiếp thu thôi, tại vì ID nó sẽ là như vậy, được chưa? Cho nên là các bạn cố gắng học hiểu được cái bản chất như vậy, còn khi các bạn hiểu rồi các bạn copy thôi, đừng bao giờ mà các bạn gõ bằng tay, các bạn nhớ làm gì, nó không nên. Ok, thì đi vào identity này. Thì đối với mình làm thì identity nó chỉ có hai class thôi. Một là app user, hai là app role. Đây. Đầu tiên là app user. Đây sẽ là public class. App user kế thừa từ thằng identity user. Đó. Và mình xài cái ID của nó là kiểu GUI. Được chưa? Đương nhiên là I audit table. Các bạn chú ý nhá. Tại sao mình là kế thừa cái interface này? Các bạn nhìn này. Thì rõ ràng là lúc này mình muốn gì? Mình muốn audit table là nó muốn kế thừa tất cả đúng không? Về date, về user và short delete. Còn không thì mình sẽ kế thừa từng interface riêng. Đấy, về user chỉ là user không? Hay là date tracking không? Được chưa? Thì ở đây mình sẽ là I audit table. Ok. Thì mình sẽ bỏ đi những cái không cần thiết này đi. Ok. Thế thì cái câu hỏi đặt ra, tại sao thằng này lại kế thừa từ cái interface này, đúng không ạ? Thì mình quay lại bài toán một chút nhá. Đầu tiên là thằng identity này, mình đi vào đây một chút. Các bạn nhìn nó là một cái class đúng không nào? Thì chắc chắn là gì? Mình không thể kế thừa một cái class nữa. Tức là thằng app user này chỉ kế thừa được một class thôi mà. Làm sao nó kế thừa được cái class là entity base nữa, đúng không? Nó không thể kế thừa cái class entity base. Thế cái audit lúc này mình tạo ở đâu nhỉ? Entity bay và entity audit bay, thế mình tạo ở đâu ta? Domain entity bay.
Entity Audit Bay Domain. Ồ, mình đã cốt nhầm nha các bạn. Mình viết ở đây cơ. Nó phải nằm trong abstract nha. Ok, yes. Đấy. Đây, đi vào domain. Đấy, nó có thằng Entity Audit Bay này. Thì nó là cái class, đúng không? Các bạn nhìn này, nó là cái class. Tức là nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình không kế thừa cái class này để mình tránh mình ghi đề, mình viết lập code. Thì rõ ràng là thằng này mình không thể kế thừa như thế được. Tại vì nó kế thừa một cái class đây rồi thì nó không phải là đa đa hình đúng không? Và thứ hai là gì? Thứ hai là nó là một cái class đặc biệt, nó muốn kế thừa, chắc nó phải muốn kế thừa thằng này này để làm gì? Để nó thừa hưởng lại những cái thuộc tính ở trong này nó quan trọng hơn rất là nhiều của cái thư viện kia, nó cũng của thư viện là Entity nó cung cấp cho mình các bạn, được chưa, của cái thư viện này. Còn cái class kia thì nó chỉ có bốn cái field rồi thôi, thì lúc này mình chấp nhận là mình kế thừa interface để làm gì, để mình kế thừa lại những cái field này đó. Các bạn cố gắng khi học á, là các bạn phải hiểu được cái bản chất như thế, đi được từng luồng và từng cái class như vậy, cũng như là khi mà xuống database mình có những cái field gì thì lúc đó các bạn mới cố gắng là các bạn nâng được cái kiến thức của mình cực kỳ cao. Ok, thì trong này thường thì mình sẽ có những cái field như này nhá, thì mình sẽ copy, các bạn quý này, các bạn sẽ học có thể là lấy của mình cũng được. Hoặc là cái nào không cần thì các bạn bỏ đi. Có first name, last name, full name, date of birth, có phải director hay không? Có phải là trưởng bộ phận hay không? Có phải là người quản lý hay không? Cái này là cái position này đi. Thì cái này là mình sẽ có thêm một cái bảng là position nữa, là một cái năm các bạn. Tức là cái vị trí của bạn là gì, cái level 1, level 2, level 3, level 4 gì đó, được chưa? Nó sẽ reference. Cái manager này cũng thế. Đấy, được chưa? Là cái manager ID này, tức là ai là người quản lý các bạn. Tức ai là người quản lý chính cái user này, thì cái này là nó phân cấp nha các bạn. Cái manager ID này nó lại reference tới chính cái ID của trong cái app app user này, được chưa? Nó là kiểu phân cấp đấy. Ở đây mình có thêm một cái thuộc tính là e-recipient, tức có phải là người nhận email hay không? Tại vì các bạn chú ý trong những cái dự án mà khi mà người ta giao, giả sử như là mình muốn giao một cái báo cáo thì mình giao xuống cái phòng là phòng kế toán, thì người nào là người đánh nhận cái email, gọi là cái báo cáo đấy, rồi sau đó là người đó mới đi trách nhiều trách nhiệm giao cho những cái người trong cái phòng đấy làm. Thì đó là những cái business logic nhá, tức là mình thêm những cái field và mình giải thích cho các bạn như thế. Còn ở đây thì các bạn có thể xóa hết đi, các bạn dùng những cái field của mình tùy, được chưa? Tiếp theo đến những cái gì, những cái table này thì chắc chắn những cái này phải có nha các bạn, vì nó ăn theo cái gì, nó ăn theo cái identity rồi. Mình không dùng những cái này lắm thì mình sẽ viết ra như vậy. Ok, tiếp theo là mình đi đến cái thằng app role này. Đầu tiên là app user rồi, hai app role, chỉ có hai cái đây, đây thôi các bạn. App role. Sẽ là public. Thằng này cũng phải kế thừa từ thằng identity role. Và nó có thằng yêu là GUI này, cho user này, đương nhiên là I audit table rồi. Đấy. Lúc này là implement thôi các bạn. Public này, một cái string description mô tả cho chính cái role này. Cái thứ hai đó là cái string role code. Cái này có được không có được nhá, cả tùy các bạn. Đây là vì đây là những cái field mình thêm vào thôi mà, được chưa? Tùy theo từng dự án. Và ở đây đấy có một cái, có hai cái quan trọng trong cái app role này thì các bạn phải có. Đây, tức là hai cái user role và cái claim. Khi mà các bạn phân quyền nhị phân á, trong cái code 3 mình có nói phân quyền nhị phân á, thì các bạn chỉ cần tạo hai cái class này là đủ rồi, các bạn không cần phải tạo thêm bất cứ cái class nào cả. Tức là mình sẽ tận dụng lại cái user role và cái gì? Cái app role, cái role claim và user claim, thì mình sẽ phân quyền cho cái ứng dụng của mình. Thì đó là kiểu phân quyền nhị phân trong cái code 3. Ở đây thì mình có thể có thêm một cái function này. Tức là cái function này là một cái class tích các bạn ạ. Thì trong code 3 thì mình cũng có thể thêm vào. Nói chung cũng tùy thôi, không cần cũng được, nhưng mà nên có cũng được. Thực ra nên có. Tại vì là mình cũng không dùng nó nhiều đâu, vì khi đi vào cái kiểu phân quyền nhị phân ấy
thì mình không cần thêm những cái function rồi là action in function hay là rồi là permission đâu các bạn, không cần. Cái hay của phần quyền dị phân nó là như vậy. Mình sẽ dùng những cái gì, những cái cơ số 10 để mình train, gọi là mình chuyển nó về theo kiểu nhị phân. Thì lúc này mình sẽ kế thừa từ entity base này các bạn này, entity base lúc này mình không muốn audit cho thằng này. Và lúc này mình có nói về GUI và gì integer đúng không? Thì lúc trong thằng này mình chỉ cần integer là đủ, mình đâu có cần về GUI đâu, kiểu GUI đâu. IDate mình chỉ muốn IDate thôi. Đấy các bạn thấy flexible chưa? À, cái function này mình chỉ muốn xem thêm thử là ai tạo ra. À, ngày tạo và gọi là ngày tạo và ngày sửa, mình không muốn ai tạo. Vì nó cũng không không góp ích nhiều trong cái dự án theo kiểu phân quyền theo binary đâu các bạn, phân quyền nhị phân đâu. Nó sẽ có những cái thuộc tính rất là common mà thường thì dự án nào cũng sẽ hay dùng như vậy. Thì mình sẽ copy ở đây. Mình sẽ giải thích nhá. Đầu tiên là cái code, thường thì cái code này thì nó theo kiểu là các bạn tự tạo thôi. Có cũng được không có cũng được, giả sử như các bạn sẽ có một cái như kiểu là về cái user đi ha, giả sử như màn hình, gọi là màn hình user tên như thế. Bây giờ các bạn sẽ như kiểu là màn hình user, màn cái name đấy, cái name của các bạn là màn hình user. Thế nhưng mà cái code của các bạn là gì? Cái code của các bạn là màn đấy, hình user đấy, nó sẽ code như thế để làm gì? Để cho mình query hoặc mình làm cái việc gì đó nó thuận tiện hơn trong cái kiểu này. Các bạn hiểu bài toán chưa? Còn ở đây là những cái field mình load vào thôi, được chưa? Có cái URL này, CSS cho cái class, CSS class cho chính cái gì? Chính cái function này này. Có thứ tự, được chưa? Có phân cấp cha con. Ở đây trạng thái là active, inactive thôi, có hai chỉ có hai cái cây ấy thôi. Ở đây sẽ có cái key này và action value. Thì khi mà các bạn làm gì, làm theo kiểu phân quyền dị phân thì bắt buộc phải có hai cái field này, được chưa? Status đúng không? Ok, mình sẽ có một cái năm này, tên status. Thì ở đây có thể là function đi. Function status. Public enum các bạn. Trong này thì nó sẽ có cái thằng gọi là inactive thôi. Bằng 0 và thằng active bằng 1. Thì lúc này qua bên này mình sửa chút, nó tên là function. Đấy, function status. Đó, như vậy là xong. Như này là các bạn đã cắt xong những cái gì trong cái tầng domain, cơ bản xong domain rồi các bạn. Cơ bản là xong rồi đấy. Thì bây giờ mình bắt đầu để xuống persistent đúng không? Để mình gọi là mình configuration cho những cái entity này, cũng như là mình bắt đầu móc nó vào trong database. Ok thì bắt đầu này. Đầu tiên thì mình sẽ vào tạo ra những cái constant cho cái table nhá. Đấy, bạn nào mà đã học qua những cái code của mình rồi, các bạn follow nó cực kỳ dễ thôi, vì nó sẽ có những cái rule như vậy. Trong này mình sẽ tạo ra một cái class này, một cái constant như thế. Đây là một cái static nha các bạn. Trong này mình copy một chút nhá. Thực ra khi mình tạo này, mình tạo ra những cái constraint cho nó chuẩn. Sau này muốn sửa những cái table name hay những cái gì đấy thì mình sẽ vào đây mình sửa. Các bạn thấy chưa? À, đây là những cái gì? Những cái table cho cái user, cho cái identity này, cái thư viện identity. Đấy, mình sẽ xài như vậy các bạn. Ok, thì bắt đầu đến configuration. Thì để được configuration thì chắc chắn là các bạn phải cần những cái thư viện rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu đi cài những cái thư viện cho thằng persistent nhá. Đầu tiên thì các bạn vẫn phải cài cái thằng Identity giúp mình. Cái thằng này đã gì? Đã deprecated rồi đúng không? No longer maintained. Thì thực ra tại sao mình lại muốn hướng dẫn cho các bạn cái việc này? Tại vì chốc nữa mình sẽ muốn nói về cái việc là các bạn dùng cái thằng sign manager hay là user manager đấy, cho trường hợp mà các bạn login để các bạn kiểm tra login.
Ok thì các bạn cứ cài đi, tuy nó deprecated nhưng mà mình vẫn xài, hoặc là ok thì cứ từ từ nhá, dần nhá. Mình làm đâu thì mình sẽ xài đó, được chưa? Mình cài thằng này này. Vì nó thằng kia deprecated rồi, ok, cài nhá. Apply. Entity framework. Identity, ok. Tiếp theo là thằng entity framework core các bạn, entity framework core đây. Mình xài entity framework mà. Accept, mình muốn dùng cho SQL đúng không? Thì mình cài SQL vào. Ồ, máy mình bị treo rồi các bạn. Đây, apply. Accept. Ok, các bạn cài tiếp cho mình cái Entity Framework Core Policy nhá, để mình cho cái trường hợp là mình muốn dùng lazy loading. Đây, lazy loading thì phải có cái thằng này. Accept. Cái lazy loading này nó cũng là một cái option nha các bạn. Còn tại vì là khi mà mình xài lazy loading ấy thì mình sẽ có rất là nhiều cái gọi là nó nhiều cái round trip xuống database ấy, thì nó sẽ nhiều lúc nó không cần thiết và các bạn sẽ có những cái trade-off. Giả sử như nơi có một query ấy, nó sẽ đi như thế. Đó là nó đi vào lấy product rồi sau nó lại đi xuống để lấy những cái thuộc tính liên quan của product thì nó là gọi là lazy. Nó đi hai lần xuống database thì nó là nơi có một trong một cái query mà nó đi như vậy. Ok, tiếp theo thì mình cài thêm những cái thư viện mà nó bổ trợ này. Đầu tiên là cái thằng hosting này. Extension hosting. Tại sao cái thư viện này? Cái thư viện này chốc nữa để mình xài những cái option. Apply. Tiếp theo là cái thư viện Option Configuration Extension các bạn. Đây, Option Configuration Extension. Tức là nó gọi là nó cung cấp thêm những cái gì? Những cái cấu hình đặc biệt liên quan đến cái thằng Option. Ok, các bạn có thêm cho mình một cái data notation cho thằng Option nhá, data notation cho cái Option. Nếu mà mình muốn validate ấy, được chưa? Các bạn cứ cài như vậy giúp mình, chốc nữa mình sẽ xài thôi mà. Cái này là mình dùng để mình map những cái gọi là mình map những cái thuộc tính ở trong cái file app config vào một cái class nằm trong cái option. Được chưa? Các bạn hiểu bài toán chưa? Rồi, ok, mình đã cài xong hầu như là đầy đủ các cái thư viện rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu để mình đi vào cái việc mà mình kết nối đến SQL server này. Thì rõ ràng là trong cái dependency injection này thì các bạn dependency injection các bạn tạo cho mình hai cái class, hai cái folder. Đó, extension và một cái option. Được chưa? Ok. Để mà kết nối được đến SQL Server thì rõ ràng là mình phải có cái chuỗi kết nối đúng không ạ? Thì ở đây vào quay lại thằng API. Cái lock này thì bỏ đi nhá. Không cần nữa. Các bạn cứ cố gắng làm nhiều nhá, các bạn làm nhiều các bạn quen rồi. Đấy, nó sẽ có là connection string đúng không? Thì ở đây mình có xài Redis thì mình có để tạm đây nhá, thì chốc là mình nói sau, được chưa? Đây là mình sẽ xài này. Ở đây là thêm thằng audit này, audit table db. Đặt cái password cho SQL của mình, thế thôi, chả có gì cả. Ở đây mình muốn thêm những cái option cho thằng SQL Server, cái logging này mình logging mặc định mình không xài, được chưa? Mình bỏ hết đi. Lock mình sẽ xài theo cái thằng xây lock cho các bạn. Ở đây này, cái lock này này là cái lock của hệ thống ấy, được chưa? Thì nó cũng là những cái cấu hình chung nhưng mà mình không xài thì chốc nữa mình sẽ ghi đè này và mình dùng những cái lock của thằng xây lock. Thì đây là SQL Server retry option thì nó sẽ retry 5 lần trước khi nó chết, được chưa? Cái số lần delay ấy, mỗi lần retry là 5 giây. Rồi, thì có lỗi 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 lần thứ bao nhiêu thì nó thêm ở đây. Ok, lỗi gì? Lỗi lần 1 là lỗi gì? Lỗi lần 2 lỗi gì? Đó thì đó là những cái cấu hình. Thì bây giờ mình phải binding nó vào trong một cái class nào đấy đúng không? Thì chắc chắn là nó nằm ở trong thằng option của thằng persistent rồi.
Thì mình sẽ tạo ra một cái class tên giống y chang như này các bạn. Để mình chốc là mình binding nó vào. Ok. Ở đây các bạn, thì ở đây mình có thể tạo class hoặc tạo record cũng được. Thế nhưng các bạn chú ý này, cái data notation đấy, các bạn chú ý nhé, cái data notation khi nãy mà mình cài cái thư viện lúc nãy mình cài trong persistent đây, cho cái option thì nó nằm ở đây này, tức là mình muốn dùng cái thằng data notation cho cái field này. À, ở đây là mình chỉ qua nhá, còn khi nếu không có là lỗi đấy, được chưa? Nó nằm trong cái khoảng là 5 đến 20 thôi, không nên để quá nhiều. À, hiện tại mình đang để gì? Mình đang để là 5 đúng không? Còn nếu mà để mình để dưới 5 hoặc mình để quá 20 thì nó sẽ lỗi. Thì mình thấy 5 lần là gọi là nó quá nhiều rồi. Có thể để 3 cũng được các bạn. Được chưa? Đây cái time span cũng như là cái lỗi này, được chưa? Có lỗi thì tại sao nó nullable thì có thể là nó không có lỗi thì thôi đúng không? Còn nếu nó có lỗi thì mới cần đưa vào. Đấy, thế thôi. Bây giờ sẽ bắt đầu đến một cái class để mình cấu hình cho cái gì? SQL Server đúng không? Đó là cái Service Collection Extension. Nằm trong cái thằng extension này các bạn. Đó sẽ là Service, đúng không? Service Collection Extension. Đây sẽ là Public Static Class. Ok, trong này thì mình sẽ có những cái gọi là những cái dependency injection thôi, static này, một cái void. Đây sẽ là SQL server. Đấy, mình hãy viết như vậy. Rồi sau đó là cái đuôi hậu tố là nằm ở trong cái layer nào. Đây sẽ là persistent. Trong này, cái này thì dành cho this này, I service này, collection đây đúng không? Thì đây là một cái service. Mà rõ ràng là để gì? Để có thể add được DB add được cái gì? Cái DI được cho cái database đúng không? DB contact thì chắc chắn mình phải có cái thằng application DB contact đã. Đây mình sẽ tạo ra một cái class application DB contact. Ok. Các bạn chú ý về cái nguyên lý solid nhé. Đó là rất là nhiều người viết audit table nằm trong cái application DB context này. Điều đó là mình không recommend, mình không khuyến khích. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhớ về cái nguyên lý solid không? Các bạn phải chia tách class ra nó clear thì sau này các bạn sửa nó dễ. Cho nên là khi các bạn đi do những cái dự án nhiều người code rất gọi là rất mông lung, người ta code rất là tứ tung, người ta không theo một cái convention nào cả. Cũng giống như là có những cái dự án mình join vào những cái project mà gọi là coding convention ở đâu hay naming convention ở đâu, kiểu người ta cũng chả nói gì, người ta tức là không có cái chỗ nào nốt. À, chỉ những cái function thì tối đa là bao nhiêu dòng hoặc là đoạn nào thì tách ra, đoạn nào thì viết vào đâu đấy, thì lại không có những cái nơi để có thể set những cái rule như thế. À, ok, ở đây mình sẽ là public này, một cái shell này là không cho thằng khác kế thừa từ thằng application này, được chưa? Identity DB contact đúng không? Vì nó kế thừa từ identity mà. Cho cái thằng app user. Đấy, lúc này nó phải add reference đúng không? Phải add reference này các bạn. Add reference tới domain. App role là 2. Và cái kiệu là kiểu GUI. Ok, ID là GUI. Ở đây thì nó bắt buộc phải gen ra một cái chết rồi, mình nhầm rồi. Bấm nhanh đây quá. App role, GUI. À, ừ ok, thế nó báo lỗi gì nhỉ? Lúc nãy nó mình reference sai à? F12 nào. Rồi chuẩn này. Lúc nãy reference sai sao mà nó lại đỏ lên nhỉ? App này, chuẩn rồi này. Ok. Thế là xong các bạn. Ở đây thì có một cái constructor nhá. Public application DB contact thì trong này nó nhận một cái DB contact option. Đây, DB contact option. Và mình muốn dùng cho multi DB contact thì mình sẽ truyền cái thằng DB contact option và mình chỉ nó ra application. Application DB contact, ok. Đây sẽ là option này.
Đây, chuyển cái option này vào. Ở đây thì mình sẽ ghi đề một cái protected, một cái thằng là override on model. À, on model correcting. Thì ở đây mình muốn xài theo cái gì? Những cái cấu hình mà mình đã viết ở trong, tức là những cấu hình cho những cái table mình đã viết trong configuration này này. Ở đây mình chưa viết đúng không? Mình chưa viết. Ok, thì bây giờ mình phải viết các bạn. Không có cái này thì làm sao mà mình có được những cái cấu hình cho những cái entity, những cái table đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu đến thằng app user nhá, app user configuration. Ở đây mình copy nha các bạn. Có cái key là gì? Đấy, những cái thuộc tính này có những cái value mặc định như thế nào? Đây là nó constraint tới thằng user claim, user login, user token đó, được chưa? Những cái này là mình dùng chung cho toàn bộ những cái project thôi, project nào mình cũng xài đi xài lại những cái điều này. Cái thứ hai đến app role configuration. Cái này là người ta gọi chung cái tên nó là Fluent Configuration nhé các bạn. Tức mình viết ra class và mình kế thừa như này chứ mình không viết thẳng luôn vào trong cái thằng DB Context này đâu. Học solid rồi, không code ở đây đâu. Đấy, tạo ra những cái class riêng của nó. Nó kế thừa về một cái identity type configuration và lúc này nó phải gì? Nó phải triển khai cái thằng config, một cái function config. Thì lúc này mình sẽ cấu hình thôi. Này chả có gì cả. Bỏ đi. Ok, được chưa? Đây là cái mặc định rồi các bạn. Và có một cái gì configuration cho những cái class liên quan cho thằng identity thì mình sẽ đặt tên nó là identity configuration. Tại vì các bạn chú ý nhé, trong cái thằng identity này, ngoài cái role, ngoài cái user thì nó còn có về role claim, user claim đấy và những cái user login, tức là những cái khác như thế nữa, những cái table đấy nữa thì mình cũng phải set, phải chỉ ra ID là gì, tên table là như thế nào. Sau đó là mình có một cái class tên là Identity Configuration này. Trong này thì mình không có class này đâu. Được chưa? Mình có tên chung thôi. Và trong này là những cái class liên quan. Chung. Liên quan đến thằng Identity. Thì ở đây đầu tiên là App User Role. Được chưa? Thì nó cấu hình cho cái ba table App User Role. Thì lúc này nó có hai cái key đó là role và user. Tức là một user thì có nhiều role đúng không ạ? Và một role thì có thể gán cho nhiều user. Role ở đây là nó thuộc là cái group đấy các bạn. Tức là một user nằm trong nhiều group và một group thì có gì? Có nhiều user. Các bạn đã làm về phân quyền thì các bạn phải hiểu cái đoạn này nhé. Ở đây này thì cái key của nó không phải là role ID mà nó phải là ID ở trong cái bài toán những cái bài trước ấy, mình đã sai cái chỗ này này. Cho nên là nhiều bạn tạo role đúng không? Tạo cái thằng role claim hay là user claim nó bạn bị lỗi chỗ này đấy. User nó không phải là gì, nó không phải là cái user ID mà nó chỉ có những cái ID thuộc tính riêng của nó. Ok, những cái này là common thôi, dùng chung thôi, không có gì cả. Thì tiện thể ở đây mình sẽ cấu hình luôn cho cái thằng function nhé, tại vì mình cũng có function rồi, configuration này thì mình sẽ có cái class cho function và product nữa. Cái chỗ này là action, function và permission là dành cho những cái trường hợp là mình phân quyền kiểu cũ đó các bạn, mình không xài kiểu cũ nữa mà mình xài kiểu mới rồi. Đây là function status. Ở đây nó có thể lỗi tại vì sao, trong cái .NET của mình cũng có một cái class tên là function đó, đấy các bạn thấy chưa? Thì lúc này nó muốn biết là mình đang dùng dùng cái function nào đấy. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn F12 giúp mình chút xem thử là nó trỏ đến chưa, đúng chưa? Đúng class rồi. Ok, chuẩn. Tiếp theo đến bằng product này.
product configuration. Cho nên là tạo cái code base nó hơi phức tạp chỗ đấy các bạn ạ. Tức là có thể quên trước quên sau, rồi là cái gì trước cái gì sau, nhiều bạn không quen ấy, không biết tạo cái gì trước tạo cái gì sau. Thì các bạn cứ đi theo lần lượt như mình như vậy, là các bạn cứ tạo dần dần là các bạn sẽ thành một thói quen luôn. Lúc này các bạn không còn sợ nữa. À, cái này thì mình sẽ nói sau, được chưa? À, ok, thì ở đây mình cứ tạm thời như vậy. Cũng cấu hình bình thường như này thôi, chả có gì cả. Cũng set những cái thuộc tính à, name, description, price, bắt buộc phải có này, is required, và có giá trị mặc định là gì, có tôi gọi là chiều dài tối đa là bao nhiêu. Vậy thì khi mà có đầy đủ hết những cái configuration cần thiết cho hệ thống rồi, thì lúc này mình quay lại cái thằng application DB context để mình viết, đúng không? Thì lúc này này, cái builder ấy, mình không builder này. Cái builder này là cái gì? Các bạn có thể chấm đến những cái entity này, các bạn thấy không? Có những entity cho đến app user như này nhá, rồi sau đó các bạn cấu hình cho nó, đúng không? Has, hoặc là chấm đến thằng property, đúng không? Nó giống như ở trong gì? Trong cái class này, trong những cái class configuration này. Cho nên là gì? Cho nên là nhiều người người ta lại code cấu hình ngay ở trong cái thằng application này luôn, và điều đó là điều mình không khuyến khích nhá. Gọi là nên tuân theo solid một chút. Có những cái mình cần phải project, nhưng mà có cái gọi là mình phải follow theo cái solid đấy. Thì đấy là builder.apply này các bạn này, nó có cái gì? Nó có from assembly này. Được chưa? Các bạn thấy vấn đề hay chưa? Lúc này ấy, thì mình bắt đầu dùng cái assembly trong thằng version chấm đến assembly. Chính là cái class mà mình vừa tạo đấy, được chưa? Trong thằng version. Thì bản chất của nó là nó sẽ tự động reference, tự động nó tìm kiếm trong gì? Trong cái version này những cái thằng nào mà kế thừa thằng i entity type configuration, thì nó sẽ tự động nó đi vào đây nó lấy những cái config, được chưa? Nó lấy những cái config. Thế đó là theo kiểu là assembly. Lúc này là những cái member ở dưới họ cũng không phải viết lại những cái điều này, gọi là không sợ bị miss đấy các bạn. Còn nếu không thì các bạn sẽ viết tay ấy, gọi là builder này. Đấy. Chấm apply, đúng không? Apply configuration. Đấy, mình sẽ viết gọi là nó như thế thì mình có thể sẽ bị miss, bị thiếu một cái configuration nào đó. Còn nếu mình dùng theo kiểu assembly này thì thôi, không bị miss gì cả. Nếu mà một dòng như này thì ok, mình cũng có thể chuyển nó thành lambda expression cũng được nhá. Đấy, if express body, đúng không? Đấy. Chả sao cả. Lúc này bắt đầu mình khai báo lên những cái DB context này, à, những cái DB set này. DB set cho thằng app user. Thì đây sẽ là app user. DB set cho thằng app role. App role. Cái thằng app role này thực ra là các bạn không cần được, nhưng mà ok, mình cứ để vào đi. Bởi vì mình đã có set cái constraint rồi trong thằng app user này rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Ok. Sẽ có public này. DB set cho thằng function. À, lúc này các bạn F12 cái nhá. Đấy, nó đến chuẩn nhá. Còn không là mình sẽ nhầm với cái tên của hệ thống đấy. Function. Rồi, product đúng không? DB set product. Ok, các bạn đã có những cái DB context rồi. Vậy thì lúc này mình gì? Mình xuống trong extension này để mình gọi là add DB context nó vào trong database, đúng không ạ? Đầu tiên là service. Thì ở đây mình sẽ copy nha các bạn. Copy cho nó nhanh nhé. Tại vì những cái này mình làm rất là nhiều trong những cái course trước đây rồi. Ok, mình sẽ có những cái này. Code 1, code 2, code 3 mình nói rất nhiều đấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ copy và mình nói lại thôi. Application DB context thì inject nó vào. Using
Vậy thì mình đã sai tên à? Hay như nào sau đó nó không hiểu nhỉ? Application DB Contact. Application Contact. À đây là Contact các bạn. Sai cái chữ X này thành cái chữ 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 T đấy. Ok, mình sửa nhé. Đấy. Yes. Service. Ok, hết lỗi. Ở đây chưa có audit table đúng không? Thì mình sẽ triển khai sau, mình sẽ comment đi một chút. Ở đây ok, chưa có đúng không? Thì mình sẽ bỏ đi. Add identity đúng không? Mình sẽ phải ở đây này, thì bài toán này vẫn là cái bài toán lúc nãy mình nói này. Được chưa? Tức là nó sẽ có thằng các bạn xài sign manager hay là user manager. Ok, mình sẽ comment đoạn này đi. Ở đây mình sẽ có muốn using cái thằng IHTTP được chưa? Thì mình chắc chắn mình phải cài thêm cái thư viện này này. Thì mình mới sử dụng được cái thằng HTTP Context Accessor. Ok. Microsoft Ethernet Core. Thằng audit này chưa có thì mình có thể comment nhá, chắc là mình sẽ viết sau nhá. Product Repository cũng chưa có đúng không? Thì ok mình bỏ đi. Thì mình cứ làm dần rồi mình sẽ nói dần thôi. Ở đây thì nó phải các bạn chú ý nhá về repository work đúng không? Tại mình đã có những interface trên domain thì lúc này xuống dưới persistent mình phải define cho nó. Chắc chắn rồi. À lúc này mình đã nhầm vào một cái mình tạo ra một cái entity DB context, một cái class thừa ở đây này, mình bắt buộc phải xóa đi các bạn. Lúc này mình bấm nhầm ấy, bấm nhanh quá, được chưa? Rồi ok. Đầu tiên là entity frame entity unit work. Mình sẽ tạo ra một cái class. Thì cái entity unit work này thì nó chỉ xài cho một cái DB context thôi. Và cái bài toán này mình làm rất là nhiều rồi. Từ lúc này các bạn khai báo là application DB context đây luôn. Thì trong này cái shape chain thì là shape chain async thế thôi. Được chưa? Và ở đây là gì? Ở đây là các bạn get DB context ấy, thì các bạn phải trả nó về đúng không? Thì trong lúc này các bạn phải private read only nhá để các bạn DI nó vào. Đó, các bạn DI nó vào chứ các bạn không được là new nó nhé, khởi tạo gì đâu nó nhé. Được chưa? Và chỗ get DB context thì mình muốn lấy cái context và có cái context hiện tại về thôi, không sao cả. Còn cho cái bài toán là multi DB context các bạn này thì lúc này là gì? Các bạn phải có một cái unit work của riêng nó, đúng không? Trên này cũng thế mà. Đây, trên này cũng thế. Thì dưới này cũng thế. Có bao nhiêu interface thì có bấy nhiêu cái class gọi là để mình implementation cho nó. Đấy các bạn code trong cái code base ấy các bạn thấy rất là oải, tại vì sao? Các code rất là nhiều mà các bạn vẫn chưa run được, vẫn chưa thể run cái application của mình được. Tại vì nó vẫn chưa đâu vào đâu cả, nó vẫn đang ở mức độ rất bình thường thôi, cho nên nhiều lúc các bạn hoảng, các bạn không biết là mình code như này nó ok chưa hay chuẩn chưa. Đấy, thế nhưng mà các bạn cứ tập làm đi làm lại nhiều quen là sau đó các bạn sẽ làm ok thôi. Các bạn nhìn này. Ở đây là với cái thằng T context này nó phải là DB context, tại vì sao? Ở trên kia mình cũng gì? Mình cũng set cho nó là DB context rồi đúng không? Đây. Đúng không ạ? Và lúc này đấy cái T context này là ở bên ngoài truyền vào chứ nó không phải là application DB context nữa, các bạn thấy không? Cho nên là cái bài toán này là gì? Là multi DB context. Đấy, đơn giản vậy thôi các bạn. Thì khi mà có những cái class như này rồi thì chắc chắn trong thằng injection này thì cái chỗ này mình hết lỗi này. Repository base thì mình phải gì? Reference đúng không? Repository base. Cái này mình chưa có. Có cái thằng có hai thằng unit work rồi này. Đấy, unit work cho một này và unit work cho multi DB context này. Thì bây giờ mình phải có hai cái gì? Hai cái repository base này dành cho một DB context và dành cho multi DB context. Rồi, ok, rõ ràng mình phải triển khai thôi. Nó nằm trong cái thằng repository đúng không? Repository.
Ok, những cái code này là code của gì? Những cái code này là code của cái phần code 1 và code 3 đấy các bạn, chứ chả có gì khác mới mẻ hơn đâu. Nó là như vậy đấy, được chưa? Link kill. Ok, vậy là đã xong cho thằng này rồi. Tiếp theo đến thằng Manti này. Manti DB Contact. Repository. Và trong cái code này thì mình chỉ dùng cái thằng Manti này thôi nhá, mình không dùng cái thằng kia vì thằng kia nó quá simple rồi, mình làm rất nhiều. Còn mình dùng cái thằng Manti này cho các bạn có nhiều cái gì, nhiều cái gọi là cái kinh nghiệm hơn. Ok. Nó giống như trong kia thôi các bạn ạ. Đó là nó truyền cái thằng DB Contact vào. Thế là xong. Ở đây nó có lỗi à? Lỗi gì? À, password option. Option password validator. Ở đây ấy, thì mình muốn set cái rule cho cái password này nó nằm ở ngoài cái file config. Cho nên tại sao là mình lại làm những cái điều đó thì nó flexible hơn các bạn. Sau này mình muốn gì, mình muốn sử dụng đúng không? Thì mình cũng dễ dàng mình thay đổi. Thì mình tiếp tục mình sẽ có những cái cấu hình ở đây và mình sẽ viết cho nó. Các bạn chú ý này, chiều dài tối thiểu 8, đấy, tối đa 50. Có yêu cầu về cái không phải là ký tự, không phải là số và không phải là letter hay không, đúng không? Rồi, yêu cầu về cái lower case, yêu cầu về upper case, rồi là cái required digital length, được chưa? Thì những cái cấu hình này sau này mình muốn sửa về password, giả sử như tối đa là 6 thôi cho nó đỡ phức tạp, thì mình chỉ cần sửa trong file config là được, không phải sửa code. Đó là lý do mà mình ném những cái cấu hình vào trong cái thằng app setting. Ok, thì bây giờ các bạn phải đi để gọi là các bạn define cho cái option này. Cái option này thì các bạn đặt đâu cũng được. Thế nhưng mà mình cấu hình ở trong này thì mình sẽ đặt luôn trong này nhé, trong option này này. Thì thường mình đi làm luôn luôn thế thôi, cấu hình ở đâu thì mình đặt ở đấy, để sau này mình muốn bỏ đi cái gì, cái project này mình không kết nối với SQL nữa mà mình kết nối với thằng khác, mình xóa luôn một cái cụm này luôn thì nó sẽ đi theo những cái cấu hình đặc biệt của nó luôn, nó mất hết luôn, nó không bị ảnh hưởng, mình không phải đi xóa linh tinh nhiều chỗ. Ok, đây cũng có những cái rule rồi các bạn, như cái này. Ok, sang cái thằng này. Đấy, lúc này hết lỗi rồi các bạn này. Thì nó vẫn còn lỗi ở đây đúng không? Chắc là nó thiếu using thôi mà. Using. Đấy, như vậy là đã xong rồi các bạn. Những cái gì? Những cái cấu hình này thì thực ra mình đưa ra option cho các bạn xem thôi. Còn những cái option này thực ra nó chỉ dành cho những cái gì? Những cái phần học của phần code 3. Đó là cho cái bài toán về phân quyền. Thế nhưng mà ở đây mình cũng nói qua luôn này. Đầu tiên là mình sẽ cấu hình về SQL Server. Cái này là code 3, code 4 mình nói rất là nhiều rồi này. Chả có gì khó khăn đây cả. Đây là cho một cái strategy. Đấy, chia cái chiến lược nào. Đấy, max retry bao nhiêu đúng không? Thì cái những cái này là lấy trong file config lúc nãy mình cấu hình ra. Được chưa? Muốn migration ra ở đâu? Muốn migration ra trong chính cái folder này luôn. Đây thì mình sẽ trỏ thẳng nó vào application này. Khi các bạn migration sang một cái project khác mà project đó không có cái application DB Contact là các bạn lỗi nhá. Phải migration vào trong cái gì? Trong cái layer nào mà có cái class là application DB Contact này thì nó các bạn mới migration được, còn không khi mà các bạn apply ấy, thì nó sẽ lỗi đấy. Ở đây thì mình sẽ có cấu hình cho những cái user identity. Ở đây là giả sử như mình lock này, giả sử như là lock 5 phút nếu mà các bạn login sai đúng không? Thì mình sẽ lock 5 phút. Ở đây này là cấu 3 lần mặc định này, ở đây này là default nhé các bạn, cấu là 5 phút đây. Thế nhưng mà mắc fail là 5 lần, thế nhưng mà mình viết lại là thành mình muốn 3 lần thôi, sai 3 lần là lock 5 phút. Ở đây là cho phép cho cái user mới lock không đấy, một true có. Ở đây add role nha, được chưa? Add application DB Contact, add entity này vào trong application DB Contact. Ok, ở đây là mình cấu hình cho cái password này các bạn. Được chưa? Nó get require thằng này sau đó là gì? Thằng này là cách ra thôi, được chưa? Nó lấy ra những cái cấu những cái option, tức là mình lấy ra những cái field mà mình đã cấu hình trong cái file app setting này để mình đưa vào trong cái class này.
được chưa, trong cái class này. Thì bây giờ xuống dưới này mình build. Thì ở đây là những cái mô tả của mình này. Ở đây là những cái default, được chưa, những cái default setting. Thì ở đây mình viết lại cho các bạn dễ hiểu thôi. Còn mặc định của nó là nó sẽ cấu hình như thế này: require digital hay không, mark length là bằng bao nhiêu, được chưa. Thế nhưng mà khi mà đi làm, các bạn chú ý này, mình đã xài trong file config đúng không, thì mình sẽ cấu hình như thế này, được chưa. Mình sẽ lấy cái value và sau đó lấy cái, lấy những cái giá trị này. Thế nhưng mà ở đây là mình, đây là đưa ra những cái giá trị mặc đỉnh thôi. Rồi, mark length 6 cho nó đơn giản. Ở đây các bạn không muốn chữ thường, chữ hoa gì đó thì các bạn để phone, được chưa. Ở đây có một cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là có, mình có bật cái chế độ là email confirmation hay không. Giả sử trường hợp thì đầu tiên là các bạn đăng ký, các bạn sẽ nhớ nhé, là trong khi những cái bài toán ấy, trong những cái ứng dụng ấy, là khi đăng ký user thì người ta luôn luôn bật cái chế độ là enable email confirmation. Tại sao như thế? Giả sử như một ai đó mà người ta cố tình người ta lấy cái email của các bạn để người ta đăng ký tài khoản, thì rõ ràng là người ta đăng ký thành công. Thế đến lúc các bạn đăng ký thì các bạn lại không đăng ký được, mà các bạn lại thắc mắc là tại sao mình đã đăng ký tài khoản của cái kênh này đâu mà tự dưng bây giờ vào đăng ký nó bảo đã đăng ký rồi. Thì do đó là người ta nên bật cái chế độ là gì? Enable email configuration confirmation. Thì cái này vào code mình sẽ nói nhá, hướng dẫn cho các bạn đoạn này, email này. Đấy, nó sẽ require email, và email nó phải là unique nhá, để mỗi account, mỗi account thì sẽ có một cái email thôi. Ok. Cái này thì mình tạm thời mình close đi, rồi sau khi nào đến đoạn nào thì mình sẽ nói thêm. Cái này là add repository thôi. Dependency extension cho những cái unit work repository, chẳng có gì cả. Cái này thì mình chưa viết thì mình sẽ comment như vậy. Sau này mình viết thì mình sẽ mở ra, tức là dành cho thằng bố đắc ấy. Ok, đây là cấu hình cho cái SQL retry, được chưa? Nó đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Vậy thì lúc này mình cần phải làm gì nhỉ? Mình cần phải lên trên thằng audit table API để mình nhặt những cái reference đúng không ạ? Mình nhặt những cái DB context đấy. Ok, thì ở đây là cũng khá là nhiều điều mà mình cần phải làm này. Thế nhưng mà mình cứ làm dần dần nhá. Đầu tiên là cho thằng persistent layer. Mình sẽ xóa đi những cái mặc định không cần thiết. Swagger. Ok, thôi cái này mình cứ để tạm thời thế nhá. Mình sẽ cách ra một khoảng như này để cho các bạn biết rằng nó là của cái hệ thống. Ok. Đầu tiên là mình sẽ dành cho cái thằng là persistent layer, tức là những cái dependency nằm trong cái layer persistent này. Các bạn hiểu bài toán chưa? Tức là mình chia tách như thế mình dễ nhìn thôi mà. Thì trong phần persistent này thì đầu tiên là builder.service. Đầu tiên là mình sẽ config này, SQL này. Có khi mình vào mình copy nha các bạn cho nó dễ. Đây mình sẽ cấu hình cái thằng này. Mình lấy ra những cái option đi. Đây. Trong này thì nó nhận vào cái configuration. Thì nó sẽ lỗi đấy. Thì lúc này mình phải gì? Mình phải dependency injection nó thôi. Ok, mình sẽ dependency này, add project reference này, application này, contract, domain, infrastructure, persistent. Ok, add hết. Lúc này nó vẫn chưa lên nữa các bạn. Ok, thì có thể là mình sẽ using đi ha, tại vì nó không lên. Audit table này, chấm đến cái thằng persistent đúng không. Rồi, dependency injection này, và đây, extension. Đấy, lúc này nó sáng lên rồi đấy. Và trong này thì các bạn nhận vào cái gì? F12 này, nó viết cho cái service này, được chưa? Và iConfiguration, một cái section của iConfiguration này. Configuration. Vậy thì mình lấy được cái configuration đấy là được thế thôi, đúng không? App position layer, để set up builder. .configuration. .get section. Ở đây sẽ là section này. Namer.
của thằng SQL Server Retry đấy, SQL Server Retry Option. Đây các bạn. Tại vì cái tên nó giống nhau mà, mình muốn viết như này để nó strong typing nhé, nó không bị lỗi. Thay vì các bạn nhập chuỗi, nếu mà các bạn nhập chuỗi thì nó sẽ hay bị lỗi như này. Giả sử như các bạn gõ có thể đúng hoặc sai. Hoặc sau này mình muốn thay đổi cái tên cái class này thì nó cũng tự động nó ăn theo. Cho nên là do đó mình sẽ dùng name mọc chứ mình không viết string. Được chưa? Hiểu bài toán nhá. Tiếp theo là những cái repository và SQL server. Thế thôi. Đấy. Và để mình generate ra được cái migration ấy, thì trong cái thằng này thì các bạn phải cài một cái entity tool nhá. Phải cố gắng nhớ những cái điều như vậy. Thì đây sẽ là entity framework core này. Chấm cái tool các bạn, tool đây. Thì khi mà các bạn xài tool này thì nó có provide cho các bạn này, đó là add những migration hay là drop migration database hoặc là những cái update database, được chưa? Thì mình muốn migration mà thì mình phải cài nó vào. Apply. Accept. Ok, sau khi xong tất cả mình thử build một cái nha các bạn. Code nó khá là nhiều đấy, review rồi. Review. À, lúc này mình cần bật Docker lên một chút tại vì mình không cài SQL mà mình bật Docker để mình bật SQL trong Docker. À, đây là Docker của mình các bạn. Thì mình sẽ stop với cái Kibana Elasticsearch. Mình sẽ bật SQL Server này. Ready thì mình chưa cần đúng không? Mình chưa cần gì thì mình chỉ cần bật SQL Server thôi. Đấy, các bạn code rất là nhiều là bây giờ build không lỗi là được. Đúng không? Error không có. Ok, thì bây giờ lúc này mình bắt đầu là generate ra database này. Tool này, NuGet console. Đầu tiên là các bạn phải chọn đến đúng cái thằng Bare System có chứa DB context và mình sẽ set cái project run của mình ấy là thành set start project thì lúc này các bạn mới add migration được nhá. Thì đối với những cái bạn nào mà không biết những cái câu lệnh ấy thì các bạn có thể lên những cái trên mạng đấy các bạn xem thôi nhá, chứ thực ra là những cái câu lệnh về add DB context hay là gì đấy thì nó quá là nhiều, gọi là quá là nhiều những cái hướng dẫn ở trên mạng rồi, nó chẳng có gì cả, nó chỉ là những cái comment add migration đúng không? Thì mình đang kiếm một cái class, mình sẽ đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như này, add migration comment. Mình hôm sau mình sẽ nốt những cái điều này vào. Thì đây các bạn chú ý này, các câu lệnh nó cực kỳ dễ như này thôi, add gạch ngang cái migration và sau đó là cái tên mà các bạn muốn viết. Đây. Nó đơn giản như vậy thôi đấy. Được chưa? Update database đó. Hoặc là làm như nào vậy. Thì các bạn lên đây các bạn xem thì vì đấy những cái câu lệnh nó common thôi mà. Còn nếu mà các bạn không cài cái tool ấy thì các bạn có thể gõ trong cái CLI này bằng cái câu lệnh là .NET EF migration add. Các bạn thấy bài toán chưa? Có thể là một là add migration như này. Thì rõ ràng lúc này mình sử dụng cái Bucket Console Manager này rồi. Và mình có cài cái tool Entity Tool rồi thì mình sử dụng luôn trong này luôn đấy. Là Add Migration. Lúc này là gì? Initial đúng không? Mình đặt tên là Initial DB. Mình sẽ Enter cái. Ok, các bạn thấy không? Nó là gen rất là chuẩn chỉ rồi. Thì lúc này mình chỉ cần update database là được. Mình thử mở SSMS để mình kết nối này. Đây trong lúc nó gen này, đó là gen xong database của mình rồi đấy các bạn. Ở đây chỉ là một cái phần code nó đang một nửa thôi, còn cái phần mà các bạn tạo ra những cái response chung, những cái command chung rồi query comment cho CQOS rồi là những cái behavior được chưa? Thì trong nằm trong cái thằng application này rồi trong cái contract này mình cũng chưa có.
Ở đây là chỉ mới một nửa của cái code base thôi. Đây, các bạn nhìn vào này, có cái thằng audit table đó, mình sẽ có những cái table như thế này. Đây, mình sẽ như một cái diagram các bạn, cho các bạn dễ hình dung. Cloud. Đây các bạn chú ý nhá, đây là user này, user của mình được chưa? Khi mình phân quyền theo kiểu là mà nhị phân ấy, thì mình sẽ không cần theo cái function rồi permission rồi action đấy, rồi action in function đấy, những cái đấy mình không cần. Thằng này nó tách riêng này, thực ra mình không cần nhá, nó nằm ở trong những cái thằng user claim, role claim là một, user claim là hai đấy, app user claim này, app role claim, nó là nằm trong cái đấy các bạn. Các bạn chú ý này, khi mà mình set những cái gì, những cái field ở trong cái entity này, app role đây, mình có những cái virtual này rồi, collection này rồi, thì lúc này database nó gen ra là tự động nó có những cái constraint này luôn, có những cái relationship này luôn, nó sẽ chọn chuẩn như này. Đấy, các bạn hiểu bài toán chưa? Thì đây chỉ là mới một phần một nửa thôi ha. Thì đến cái bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái việc là mình tạo ra cái database, tức là mình sheet data như nào cho nó chuẩn, sheet data trong lúc mà mình migration. Cái thứ hai là mình sẽ migration trong lúc mà mình chạy, khi mình chạy ứng dụng mình migration luôn chứ không cần phải gõ câu lệnh update database này. Đấy, chạy thì mình sẽ migration luôn, và mình sẽ làm tiếp cái phần application, tức là một cái nửa còn lại cho thằng SQS. Thì đây chỉ là một cái code ban đầu, đang ban đầu thôi, cho một cái code base, và cái này cũng khá là hoàn chỉnh rồi. Thì chúc các bạn học tốt nha, mình sẽ tiếp tục với cái bài 2 về cái project này cho nó hoàn chỉnh sau. Xin chào mọi người, chúc mọi người học tốt.